Rồi chào các bạn nha. Hai mình mới về mấy cái đường điện nè các bạn. Nha. Đó. Ba màu xanh đỏ đen. Lấy cây mình test thử cho các bạn coi nha các bạn nha. Mình test cái cây màu đen đi. Đây các bạn. Thay cái này là Hàn Quốc nha các bạn. Đó. Đây là cái cần nhúng của nó. Cần nhúng này các bạn thích xài để các bạn gắn vào, các bạn xài các bạn tháo ra nha các bạn. Thì nó là lắp ráp rồi nha. Mình sẽ test trên cái công nghệ là cái dắt này là dắt không dây. Đó. Dắt không dây mà cái này nó cụp được luôn nha các bạn. Nó cụp lại nên nó chơi với đầu điện được, cái đầu điện là cái lỗ nó méo. Đó. Các bạn áo gai để được ha, để về để cho các bạn nhúng ha. Rồi đây nó có ba volume nha các bạn, đây là volume này, volume tổng nha, còn hai này là hai hiệu ứng ha, hai cái tone, còn đây là cần gạt. Đó, để thay đổi tiếng thì theo các bạn chơi theo nhu cầu nào, bass hay là jazz nhiều hay là lead solo gì đó thì các bạn sẽ chỉnh ngay mấy cần gạt này ha. Đó, nó có bà là ba cái mô pin để chỉnh theo từng cái chế độ cho các bạn chơi. Đó. Mình vẫn là cái test với vẫn là cái lo huyền thoại này, lo nhỏ 15W này vẫn chơi với đồng điện được. Đây, và mình test bằng cái dắt cục không dây để cho các bạn thấy là cái dắt này vẫn chơi với đồng điện được nha các bạn. Hột ga đều được hết ha. Đó, nó nhỏ nha các bạn. Cái này các bạn muốn mà các bạn thích chơi thì các bạn gắn vào ha, đó là đi chung với cái đờn điện nha. Ví dụ giờ mình đờn, ví dụ như đi đó, mình sẽ nhúng cái này xuống nha các bạn nha. Đó, đó đó là cái chức năng của cái nhúng này, các bạn thích thì các bạn cứ tháo ra nha. Rồi đây là những cái chỉnh từng cái chế độ của bằng những cái tiếng ha. Mình sẽ gặp lên hết đi ha. Đó, mình gặp lên hết thì nó sẽ có tiếng gọi là tiếng ù, tiếng nhỏ. Đó, gặp xuống đất nữa là tiếng khác nè các bạn. Thì chức năng này là để cho các bạn nào thích chơi nhạc rock, róc đồ á các bạn, nó phẩy nó thì nó nghe tiếng nó ớn ớn. À, gạt xuống cái nữa thì gạt thêm xuống cái nữa là chức năng ở giữa này tiếng nó bén hơn các bạn. Rồi mình gạt xuống thêm một cái nữa lại. À, tiếng nó chậm lại, nhưng có một cái là tiếng bass của nó rất là bén ha. À, để các bạn chơi rock cũng được. Tùy theo, nếu mà nó bán quá các bạn sẽ chỉnh cái volume này ở trên để cho cái tiếng nó sẽ nhỏ lại ha, tùy ha. À, cái độ này để đi các bạn đi solo ha. Thank you.
nói chung là mình test cho các bạn, nó có nhiều chức năng ha trên cái đàn này. Còn những đề mà chuyên để chơi guitar điện hay không á, thì cái đó là mình thì không chuyên lắm, mình không chuyên guitar điện lắm cho các bạn, nhưng mà mình vẫn thử cho các bạn xem được đó. Trên cái đàn này thì các bạn thấy cái đàn này nó là làm rất là tinh xảo đó, nó có độ cong méo đó, các bạn thấy không đó, phá đúc luôn nha các bạn. Đây là công nghệ của Hàn Quốc, tất cả đồ của Hàn Quốc hết, nhưng mà mình lắp ráp ở đây Việt Nam, mình lắp ráp rất là tinh xảo đó. Tầm này tầm trung nha các bạn đó, thì cũng nói luôn thì cái giá nó là 3,5 triệu, 3,500,000 nha các bạn. Phụ kiện đi kèm nó là cái cần dùng này, rồi nó có thêm cái này nữa đây các bạn. Thì nó sẽ có một cái cây ti này là để chỉnh cái cần, cái cần đường điện này là nó nằm ở trên đó. Và một cái cây ti nhỏ, cái cây ti nhỏ này là để chỉnh action này các bạn đó, để chỉnh những action ở khúc dưới có con ngựa này nè, ngựa ben này nè đó, ngựa này nhúng được ha các bạn nè, các bạn nhúng nó nè à, đó nó đưa lên đưa xuống ha. Thì đó, nó sẽ có hai cái cây ti này cho các bạn với một cái cần nhúng, và với lại một cái bao da, một cái bao da ba lớp đi kèm. Giá là 3,5 triệu nha các bạn, giá là 3,5 triệu. Các bạn nào có nhu cầu thì các bạn cứ ghé tiệm mình nha, địa chỉ tiệm mình đó là mình sẽ để trên video đó các bạn. Dũng Guitar, số 49 Nguyễn Thiện Thực, phường 2, quận 3. Số điện thoại Zalo mình là 0908 519 683 nha các bạn. Đó. Dòng này á là tầm chung chung, nhưng mà âm thanh này nghe cũng rất là hay các bạn. Thì mình test là test trên cái đờn, cái lo này nó nhỏ 15 quá là, nhưng mà vẫn cho ra cái âm thanh cho các bạn rất là bén. Nếu như các bạn chơi ở không gian lớn hơn mà với một cái âm đi nó lớn hơn, cái ngày như là này nè, mình có đây thì thằng này là 25 W đó, thằng này sẽ lớn hơn, còn thằng này là 15 W này các bạn nha. Tùy theo cầu các bạn. Không dây lo 15 W lo NUX 25 W đó. Thì bây giờ các bạn có hướng tới cái công nghệ tương lai đi các bạn, là các bạn chơi bây giờ là chơi chỉ có chơi cái giắc không dây này, nó sẽ tiện hơn, nó đỡ, nó gườm gà ha, không chút xíu nha các bạn, mà kết nối cũng được rất là hay, kết nối là được 20 m nha các bạn, 20 m đó. Cái thời mà của cái cọng dây dắt lòng thòng nó đã xưa rồi. Nếu như mình không chơi chuyên nghiệp lắm thì mình chơi mấy cái dắt không dây này cũng được, cũng rất là hay. Rồi các bạn nào có nhu cầu thì ghé tìm mình nha. Chào các bạn.